vụ nhân viên lên chủ tịch xã trong 5 tháng bổ nhiệm đúng quy trình. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài khẳng định việc bổ nhiệm ông Vương Đức Tặng từ công chức văn phòng lên làm kế toán trưởng, phó phòng tài chính kế hoạch thị xã rồi tiếp tục được chỉ định giữ chức phó bí thư đảng ủy quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ trong 5 tháng là đúng quy trình. Trong cuộc họp giao ban báo chí diễn ra vào ngày 7 tháng 8 tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là việc bổ nhiệm được cho là thần tốc đối với ông Vương Đức Tặng, sinh năm 1985. Con trai của ông Vương Đức Lâm, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, hiện giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Phước. Các vấn đề báo chí quan tâm là có hay không sự ưu ái bổ nhiệm thần tốc đối với ông Vương Đức Tặng vì chỉ từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2016, ông Vương Đức Lâm khi đó đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài đã chỉ đạo cấp phó ký liên tiếp 3 quyết định bổ nhiệm với ông Vương Đức Tặng. Cụ thể, ngày 1 tháng 8 năm 2016, ông Vương Đức Lâm có quyết định về việc bổ nhiệm ông Vương Đức Tặng công chức phòng tài chính kế hoạch giữ chức kế toán trưởng ngân sách phòng tài chính kế hoạch thị xã thời hạn bổ nhiệm 5 năm từ ngày 1 tháng 8 năm 2016. Đến ngày 8 tháng 12 năm 2016, ông Vương Đức Lâm ban hành quyết định bổ nhiệm ông Vương Đức Tặng từ kế toán trưởng lên làm phó trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã Đồng Xoài. Tiếp tục đến ngày 29 tháng 12 năm 2016, tức 21 ngày sau khi nhậm chức vụ phó phòng, ông Vương Đức Tặng tiếp tục được luân chuyển công tác từ phòng tài chính kế hoạch thị xã đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, chỉ định được tham gia ban chấp hành ban thường vụ giữ chức phó bí thư đảng ủy quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Trả lời các vấn đề trên, bà Bùi Thị Minh Thúy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài khẳng định việc ông Tặng được bổ nhiệm là đúng quy trình, có các văn bản chứng thực. Ngoài ra, ông Tặng có quá trình công tác lâu dài tại thị xã Đồng Xoài, là một người trẻ có năng lực nên được nắm giữ nhiều vị trí. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài Bùi Thị Minh Thúy thông tin thêm, đầu tháng 3 năm 2013, ông Tặng đã có quyết định ký hợp đồng về làm việc tại Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài. Sau một quá trình tới tháng 10 năm 2014, ông Tặng có bằng thạc sĩ kinh tế và tiếp tục làm việc ở cương vị mới. Tháng 8 năm 2016, ông Tặng được phòng tài chính kế hoạch thị xã Đồng Xoài giới thiệu và bổ nhiệm làm kế toán trưởng ngân sách phòng tài chính kế hoạch thị xã. Tiếp tục đến tháng 12 năm 2016, ông Tặng chính thức nắm giữ chức vụ phó trưởng phòng tài chính kế hoạch. Đến ngày 29 tháng 12 năm 2016, ông Tặng được luân chuyển từ phòng tài chính kế hoạch đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, chỉ định được tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức phó bí thư đảng ủy, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Trả lời câu hỏi nếu ông Vương Đức Tặng không phải là con trai ông Vương Đức Lâm, liệu một người trẻ có được bổ nhiệm thần tốc như vậy và tại Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài đã có trường hợp nào chưa? Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài Bùi Thị Minh Thúy cho hay, nhanh hay chậm không phải là vấn đề. Trong mỗi lần bổ nhiệm đã được báo cáo và có quy hoạch cán bộ, việc có trường hợp nào khác thì sẽ nắm lại và thông báo sau.